Xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ Vita Perfume nước hoa Vita. Hôm nay Dung làm video này để giới thiệu đến với mọi người một cái mùi hương đã và đang gây sốt thời gian qua. Và có thể nói rằng là cái chai nước hoa này nhanh chóng sold out, bán cháy hàng ở mọi cái website khác nhau. Đó là một cái chai nước hoa mùi trà mới ra mắt gần đây của nhà Maison Margiela tên là Matcha Meditation. Trên tay mình là cái chai Matcha Meditation rất là hot thời gian qua. Thì nếu mà là fan của Maison Margiela thì hẳn mọi người biết đến cái chai Tea Escape rồi đúng không? Thì cái chai Tea Escape đó hiện đã ngưng sản xuất và rất là khó mua được cũng như giá thành cao. Vậy thì cái chai Matcha Meditation mới này và Tea Escape có gì khác nhau? Thì mình xin chia sẻ luôn là cái chai Matcha Meditation này khá là khó mua, bởi vì sau khi ra mắt thì cái sáng tạo mới nhất của Replica này nhận được rất là nhiều cái sự kỳ vọng của những người yêu mùi hương và đặc biệt hâm mộ mùi trà. Cái chai Matcha Meditation này liên tục được so sánh với lại cái sản phẩm mùi trà tiền nhiệm của nó là Tea Escape. Rất là nhiều người khen cái chai nước hoa này ha, dùng rất là nhiều cái mỹ từ để ca ngợi nó, ví dụ như là tuyệt phẩm matcha, bestseller mùi trà và là một cái bản nâng cấp ha, bản thay thế ăn đứt cái chai Tea Escape trước đây. Thì hôm nay mọi người cùng với mình sẽ cùng unbox cái mùi hương này và mình sẽ chia sẻ luôn là tại sao mình lại mua nó, cũng như là hương thơm này nó có tuyệt vời như lời đồn hay không ha. Thì mọi người cùng quan sát với mình nha, đây là cái chai Matcha Meditation. Và mình có thể thấy luôn ở trên cái hộp của chai nước hoa nó có một số cái thông tin miêu tả về cái chai nước hoa này. Một cái tên rất là đẹp ha. Cảm hứng của nó đến từ Tokyo năm 2008. Và cái mùi hương này được miêu tả là một cái Gen Scan of Matcha Tea, tức là một cái hương thơm mang cái cảm giác rất là thiền ha, của trà matcha. Ok, đây, một cái phiên bản rất là, nhìn nó rất là đơn giản đúng không? Chai nước hoa này nồng độ là Ultra Toilet và nó có một dung tích duy nhất là 100ml thôi. Bây giờ thì Dung sẽ mở nó ra cho mọi người xem bên trong nó như thế nào nha. Cả cái chai Tea Escape đã discontinue trước đây cũng như là cái chai Matcha Meditation mới này nó đều được lấy cảm hứng từ matcha hay còn gọi là matcha trà. Và cái văn hóa trà xanh rất là nổi tiếng của nước Nhật. Tuy nhiên cái sự khác nhau giữa hai cái mùi hương này á, nếu mà bạn tin ý thì hãng đó đã mô tả ngay trên cái title của cái chai nước hoa này rồi, ngay trên cái cover của cái chai nước hoa này rồi ha. Nếu mà cái chai Tea Escape á, nó tên là mùi trà sữa, tên là Smoothing Green Tea Purple, thì cái chai Matcha Meditation này được miêu tả giống như mình vừa mới nói vậy ha, một mùi hương rất là thiền của trà matcha, Zen Scan of Matcha Tea. Đây cũng là một trong những cái chai nước hoa có thiết kế rất là đặc biệt bởi vì nó không có nắp ha. Mở ra mình xịt liền thôi. Các bạn thấy không? Đây là thiết kế rất là cơ bản ha và rất là đặc trưng của cái bộ sưu tập replica này của nhà Maison Margiela. Và cái vòi xịt của nó ngay trên đầu luôn. Dung xin dành một cái đoạn ngắn ngắn để mình miêu tả cái mùi hương của cái chai Matcha Meditation này. Đây là một cái mùi hương Dung không hề fly by ha. Mình đã thử cái mùi hương này rất nhiều lần trước khi mình quyết định mua nó. Thì Replica Matcha Meditation nó opening, nó mở đầu là một cái hương trà xanh rất là đậm ha. Rất là đậm. Mình vừa mới xịt ra là mình ngửi thấy được mùi trà xanh ngay lập tức, kết hợp cùng với rất là nhiều hoa trắng. Ở đây là hoa nhài. Cái trà xanh kết hợp với hoa nhài rất là gợi liên tưởng đến một cái mùi trà ở trong quá khứ đã discontinue và rất là nổi tiếng, đó là Imperial Tea. Mình có thể nhắm mắt lại để mình cảm nhận cái hương thơm này nó rõ hơn. Thì mình thấy nó giống như là một cái tách trà hoa nhài thoang thoảng ha. Nó giống như là một cái ly matcha latte được pha tại quán cà phê vậy. Mùi trà xanh ha, với lại hoa nhài và có một cái lớp bọt sữa, một cái lớp bọt sữa hơi ngậy béo ở phía trên. Đây là một cái mùi hương mà mình đánh giá rất là cao bởi vì nó tái hiện lại rất là đúng một cái món uống mà mình thường bắt gặp ở các quán cà phê ha. Đó là món matcha latte. Mùi trà xanh rất là thật ha, rất là đậm và hòa với rất là nhiều kem sữa. Thì nếu mà mình tinh mũi thì mình sẽ thấy ở trong cái opening này nó có một số cái top note. Ở đây là nó là
cam bergamot và quả quýt. Thì cái nốt cam quýt này nó không làm cho mùi hương bị chua giống như là cái cách mà cái nốt hương citrus nó thường làm. Cái cam quýt ở đây khiến cho cái mùi hương này nó không có bị ngấy, không có bị ngọt ngấy của sữa, mà nó vẫn giữ được cái vị thanh ha, vị thanh mát nhất định của citrus. Thì khi mà cái chai này nó ride down trên da mình sẽ nhận thấy một cái combo mùi hương nền rất là đẹp. Ở đây gồm có gỗ tuyết tùng và rêu sồi. Mình đánh giá là cái gỗ tuyết tùng và rêu sồi, cái kết cấu gỗ khô này á, nó làm cho cái mùi hương dày hơn và nó nhấn mạnh được cái vị trà trong cái mùi hương này. Thì một trong những cái điểm đặc biệt của cái chai Matcha Meditation này đó chính là cái vị ngọt béo. Vị ngọt béo của TSK thì nó đến từ gạo và sữa. Còn đối với Matcha Meditation thì cái vị ngọt béo này nó đến từ sô-cô-la trắng ha. Nó là sô-cô-la sữa, nó tạo nên một cái vẻ ngọt ha, mềm mại, không bị ngấy ha. Nó giống như là một cái lớp ở phía trên cái ly latte của mình vậy á. Nó mềm mại ha. Mình cảm thấy nó ngọt, nó cân bằng lại cái vị chát ha, của trà, và khiến cho cái mùi hương này nó meditation, nó rất là thư giãn và ngửi nó mình cảm thấy rất là thích thú. Nó giống như là mình thử thức một cái ly matcha latte bên cạnh đặt một cái thanh sô cô la, vừa miệng ha, thơm và đặc biệt gây ấn tượng. Thì việc cái thêm cái sô cô la trắng vào cái phần middle note, trái tim của mùi hương á, khiến cho là cái trà xanh này nó không những là thanh mát ha, đậm vị trà, mà nó theo mình là một cái món matcha latte được pha chế từ mạch trà, tức là trà xanh và kem sữa, chứ không phải là một cái tách trà xanh truyền thống. Đây là một cái chai nước hoa tái hiện lại rất là thành công mùi hương của một món uống được pha chế tỉ mỉ ha, dành cho người biết thưởng thức. Thì mình cũng chia sẻ luôn là cuối cùng thì Maison Margiela đã thuyết phục được mình ha, bỏ tiền ra để sở hữu chai nước hoa có thể gọi là đầu tiên của cái hãng này. Trước đây mình order nước hoa Maison Margiela rất nhiều cho khách, những chai nước hoa ví dụ như là Jack Love Soul of the Forest hay là Whisper in the Library, Lazy Sunday Morning, Selling Day ha, rất là nhiều chai nước hoa. Tuy nhiên mình không sở hữu bất kỳ chai nước hoa nào của Replica, các bạn có thể thấy ở phía sau ha, bởi vì mình không thích cách làm hương của nhà bếp này. Đây là một nhà nước hoa designer chứ không phải là nick. Tuy nhiên khi mà mình ngửi cái mùi Matcha Meditation này thì mình bị thuyết phục ha. Mình bị thuyết phục và mình có thể chia sẻ luôn là mình là một người rất là khó tính đối với lại các loại nước hoa chủ điểm trà và mang hương trà. Do đó là Matcha Meditation thực sự là chinh phục mình khi mà mình ngửi thấy nó và quyết định là bỏ tiền ra để sở hữu chai nước hoa đầu tiên của nhà Maison Margiela trong bộ sưu tập nước hoa của mình, chai Matcha Meditation. Rất là thích ha. Có một chút đặc biệt khi mà cái chai Matcha Meditation này á, nó lên da mình á, thì nhiều người sẽ lên sữa, nhiều người sẽ lên trà xanh. Còn đặc biệt là cái chai Matcha này lên da mình á, cái mùi hoa nhài nó rất là trội. Có thể nói là mình ngửi thấy mùi trà xanh và mùi hoa nhài trên da mình là nó tốt nhất. Nó tạo thành một cái ly matcha kem ha, thơm ngậy mùi hoa và được cân bằng lại với rất là nhiều gỗ. Do vậy nên mình không có cảm thấy nó bị ngấy, bị ngọt giống như TSK, bởi vì mình thật sự có rất nhiều cơ hội để mình sở hữu TSK, tuy nhiên là mình không mua. Mình đã mua đi bán lại cái chai đó rất là nhiều lần, nhưng mà với cái chai Matcha Meditation này thì mình thấy là nó tốt hơn hẳn TSK ha. Nếu mà bạn nào mà chưa kịp sở hữu TSK cũng như là cảm thấy TSK nó bị overpriced, quá đắt so với cái chất lượng của nó, thì hãy thử Matcha Meditation nếu mà bạn muốn có một cái mùi hương trà ngon lành ha, sảng khoái, đầy sức sống và đặc biệt ấn tượng. Hiện giờ thì TSK nó đã đội giá lên khách rất là nhiều lần so với việc sở hữu một cái chai đã hiếm ha, đã hết đáp như là TSK. Thì với mình, Matcha Meditation là cái mùi trà tốt nhất trong cái tầm giá ha, rất là ok. Mùi hương này bám tỏa tốt, mùi ấn tượng độc lạ không bắt gặp ở đâu hết, và mình cảm thấy rằng nếu mà bạn nào là fan của nốt mùi trà hoàn toàn nên sở hữu Matcha Meditation. Đây là một chai nước hoa rất là đẹp từ ngoại hình cho tới mùi hương ha. Cảm ơn mọi người đã xem clip unbox và review chai Matcha Meditation của mình. Mình là Kim Dung từ Vita Perfume. Nếu thấy thích video này hãy nhấn like và theo dõi mình nha.